lệ bao xa, ai đi chiêm bái phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu, chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên. Một bầu gió mát trăng thành uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. Thông dòng đồng đăng biên giới thì cùng thất khê, trăm thứ quả hải về rừng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng hương tiếng thổ tiếng kinh, đàn công giao khúc thanh bình.
a dạo khúc thanh bình tình ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tuyên quang cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à. Sơn Loan Thánh Giá
đệ tam thánh tiên na cùng thỉnh mời thanh mẫu đệ tam xích lâm long nữ ngược tòa thoại cung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dưới định chân hương vân khởi xung hiến tượng ao đệ tử quân hào hiện tại nhiệt tại kim lô phong cảnh các nhân lân tức viện mãn thập phương gia du miễn hạn trừ tiêu tai chướng nam mô hương vân cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cung dạng bồ tát ma ha tát sẽ loan thánh giá hồi cung có lệnh truyền ra thái có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cung chư binh ơi quốc sử ký Việt Nam trần trị lịch đế vương kế thế chỉ bình thiên trường tức mạc địa linh sơn hà dục tu chúng linh y khám kỳ công đồng nghi đức đức ông chứng minh ngài về tâu sứ lên trình tấu lên thiên đình sớm nay tấu lên thiên đình tấu xuống thoại phủ ba tòa lòng cùng hai ông cầm bút cầm niên
do đông được nói thở tan đi bò lòng tin chủ đèn nhang phục thờ tướng ơi chữ dục là tùy chữ tâm là muôn chữ tùy là mong bấy lâu đã có lòng theo
nhiệm màu nén nhang thơm thành kính quỳ tâu. Ơi à,
nào thưa cũng dân cũng già, đi đi tàu lá che sương, không ngại xa đường không ngại nước mây. Ngày hôm nay Loan ra Chúa về đây, sơn lâm mộ rễ một cây ven rừng. Ý à, diều quang minh chứng đơn duyên, đã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân tập thánh chúa thiên trùng hương. Ý à ơi à, về đây bên cạnh mình đến sinh cảnh đẹp lộc tài đề ta. Chúa về đây mở kho lộc tài, độ cho đệ tử được bình an đời đời, độ cho phú quý vinh hoài. Ý à, ban cho bạc chay vàng dòng, công lộc cho lắm về đây cho nhiều, ban cho đồng tiền tốt lụa dày. Ơi à, nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng con kia sống phục thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm mà. Ý à ơi à, số này lấy trên thiên đình đi, về đến chép tôi chép biên cho đồng, về cho đệ tử bình an, cửa nhà phú quý khang đinh thọ trường. Ơi à, khai kho lộc lộc tài, độ cho đệ tử được sau sáng đời đời. Ý à, tay ân có dư 300, tay ân có dư 900, đạo vua được tổ truyền ban nghe. Chúa về đồng khai kho lộc lộc tài, ban cho vàng dòng bạc chảy bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều, ban cho đồng tiền tốt lụa dày. Ý à, trong bốn mùa phẳng lặng can qua, cấp lương cấp thực cho đồng vinh hoa. Chúa về đây ban lộc tiếp tài. Ý à ơi à, sau này lấy trên thiên đình, với tên chép tôi chép biên rõ ràng, về cho đệ tử bình an đi, cửa nhà phú quý không lại hạn trừ. Ý à, xuân cầu lộc lạ thú đông cầu tay, bốn mùa tổng ngạch trừ tay. Ý à, về đây bên cạnh mình đến sinh cảnh đẹp lộc lộc tài để ta. Chúa về đây khai kho lộc tài, đủ cho đệ tử được giàu sang đời đời, ban cho vàng dòng bạc
này bồng lộc cho lắm, về đây cho nhiều, bán cho đồng tiền tốt lúa dày. Bán cho tiền tốt lúa dày, bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con khắc cốt ghi tâm, ý à ơi à. Phải đạo chúa tôi ý à. Số này lấy trên yên bình, với tên chép tuổi trẻ tiên rõ ràng. Chuốc về cho đệ tử bình an, cửa nhà phú quý phang ninh thọ trường ý à. Trời màu xuân sắc tươi tốt tươi rượm dài, đi lên ngàn đi đi lên ngàn lắm qua nhiều hoa. Lên trên ngàn lắm qua nhiều hoa, chùa được bước vào ra sớm chiều. Chiếc hồi mây nằm chiếu lưng đèo, ý à ơi à. Lộc tài chúa mới ban ra, bút phương hội họp đề đã tháng ngày. Ban cho đồng tiền tốt lụa dày, bổng lộc cho lắm về đây cho nhiều. Ban cho đồng dài nhất sang yêu, bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Sáng người tiên nữ bay bay về bàn đến đây. Xuôi xuôi chạy về xuôi, con cá vàng lượn lờ bên suối, con nai vàng ngơ ngác bên sườn nó. Rừng núi ơi nghe tiếng ai cười, dòng suối trong trong mãi muôn đời. Chúa thương ngài thương nhớ anh nhiều lắm, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Chúa thương ai thương nhớ ai nhiều lắm, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Đàn tôi Chúa trở ra về, với tay chào bạn hội lần sau Chúa về. Bạn hội con trông đứng trông ngồi, Chúa về Tây Thiên lần sau tái hồi. Lần ra hồi cùng sẽ bói cầu tài, có ai đi xem bói cầu tài Bắc Giang tiên thế, nơi đâu tìm bò cao. Ai lên tới cao sơn bạch mã hỏi thăm đình Chúa Nguyệt nơi nào, ngạn từ ga kép đi vào đi. Thank you.
Trước cửa đền có hồ bán nguyệt, sau lưng đền cá phù rêu phong, hương ngọc lan thơm mát bố mùa. Hãy subscribe.
trình vua cha chỉ lên tư vị vua bà xinh cảnh đẹp lâu tài đề đá Chúa về đây mở kho lâu tài ban cho bạc chảy vang dòng nghe bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều ban cho đầu dài nhất sáng yêu bồng lộc lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa để từ con các cốt ghi tâm ý cho đồng vinh hoa chữ rằng phúc phúc đẳng đẳng hà xa trăm tai hai ách tống ra hải ngoài ý nghĩ sổ tiên lấy trên thiên đình về tên chép tuổi vào trong sổ vàng độ cho phúc lộc lộc đề đà ý nghĩ xuân cầu lộc ma đông cầu tài mùa thu về tông ngách trừ tài ý lên tư vị vua bà hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang Chúa về đây mở kho lộc lộc tài ý nghĩ tiền tốt lụa dây bồng lộc lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho đầu dài nhất sang nhiều ý ban cho dài nhất sang yêu bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thành đồng còn khắc cốt ghi tâm mới mùng một mười tư hôm rằng ý nghĩ số này lấy trên thiên đình về tên chép tuổi chép biên rõ ràng về cho đệ tử bình an cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường đổ cho dung mạch tương thường ý trình bạc đến đây hay về đầu trương lễ đàn duyên độ cho đệ tử được khẳng định thọ trường độ cho tuê thứ xuân lại ý Chúa về đây mở kho lộc tài ban ngân ban xuyến cho đồng vinh hoa Thank you.
xương ca chơi bời, quân quân nợ thần phải đào chua tôi ý à. Tuổi vào trong sổ vàng, đồ cho đôi chữ bình an, cửa nhà khang thái phúc lai hạn trừ, trong bốn mùa xuân hạn thu đông ính ý. Thank you.
thân thể bất an. Chùa trò là thuốc nhì, trên sơn trang khói liền, chú đi cứu người giờ sai giờ điên này. Thank you.
lương người vì nước, vì nhà vì dân thương người, mộ đạo nhất tâm mà. Việc vì thanh Chúa Nguyệt dành lộc cho dân người nào ăn nói quanh co, nói lời bán mồ làm cho thương thờ, hành choi ra ngần vào ngờ ý à.
quy ngàn thu ghi đề sơn hà tạc ghi vĩnh linh chốn đó quê nhà ý. Lòng tài đồ cho đệ tử được giàu
giàu sang đời đời, ban cho đồng bạc chảy vàng dòng, công lộc cho lắm về đây cho nhiều, ban cho đồng dài nhất sang nhiều. Ý à, ban cho dài nhất sang nhiều, công lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng con khuya sớm phục. Chúa về chép biên là ý à, dáng người tiên nữ bay bay về bàn đến đây, trước trình Phật Thánh sau trình vua cha, Chúa về đây mở kho lộc lộc tài. Ý à ơi à, về đây mở kho lộc tài, ban cho đệ tử giàu sang đời đời, ban cho bạc chảy vàng dòng. trời mưa xuân sắc rơi tốt tươi rực.
ngàn lắm quả nhiều hoa, đi lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa. Vàng ngơ ngác bên sườn nó, rừng núi ơi đi tiếng ai cười, dòng suối trong trong mãi muôn đời. Chúa thương ngài thương nhớ ai nhiều lắm, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Chúa thương ai thương nhớ ai nhiều lắm, cả những đêm hãy cướp mi.
trang cá tò gọi phu xe trả cho tiền giấy biệt chúa bà tay lạy miệng van còn lạy chúa thương những kẻ tơ hàn
hót khúc ta yêu kiều. Kìa con suy luôn quanh, biết quanh xuyên đời hòa tan khúc ta. Hòa mình vào trong nắng mai, khúc ta mùa xuân. Lâm sớm chiều đông đức đội phương ngờ đọc đông nghi mộc bán buôn chuông nghe chuông đền đờ vắng nghi phẳng chiều hôm nay. Thank you.
người sinh thời cảnh thác bờ thêm sinh. Thủy đình dòng chơi các ngà, bước lao du trên đỉnh non cao, mường đi mường nằm phố sao mây. Miên lịch lịch cho thác lại vào kim bồi, khắp mọi nơi con kêu cầu lễ bái ai lỗi lầm mờ, chúa đòi lòng thương mặc bằng dầu ai cắn 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 số giờ sang.
quang minh chiếu từ dương ma thế tăng cung dạng kim cương hoàng thân thanh chúa tiên trung thượng đi à.
sáng nghe có tiếng thu rừng ngâm nga, ngọn đuốc nghiêng sáng tỏ lên non non đi, trời mờ sáng sáng tươi tốt tươi sương dài. Đi băng an à, đi đi băng an vượt suối treo leo. Tiếng nhạc rừng đang vang trên sườn núi. Người mang họ bảo nhau đi xuân sang tầm cách ngoài nhìn đào, ai đi lê mẫu sơn trang chờ bờ, ai đi lê mẫu hòa bình sơn trang. Sang yêu bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa, thành đồng con các cốt kỳ tâm mi. 30 mùng 1 hôm rằm 14 lỡ trôi núi cao mặt
chăm họ đời đời giàu sang.
núi ơi, rừng núi ơi nghe tiếng ai cười, dòng suối trong trong mãi muôn đời, Chúa thác thương ai thương nhớ ai nhiều lắm, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu, Chúa đã thương ai nhớ ai nhiều lắm đó, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Thank you.
nước sông Đà. Bên Ngọc Long Lanh ai đi chúa thác hòa bình.
Thank you.
giận người nào xảo trá điêu ngoa, công nghi lao một chút chỉ tình hong lợi danh, tiền tiền bạc bạc vàng vàng nghề, kiệu hoa vong ngọc nghề, nay đã nơi đâu hồ còn rộng nước còn sâu. Họ cần con luôn trong cây đức để đời đời được nở hoa em ý. Chúa thương ai, thương cả tấm lòng ghế già ghế trẻ, Chúa thương đồng đều. Thương ghê Chúa chăm công công an việc các đệ tử hôm nay vất vả sớm khuya, đồng già đồng trẻ hay đồng đền, cung văn pháp sư hay tứ trụ thanh đồng nào Chúa cũng thương. Điệp dâng lên để tấu đối tam tòa, hội đồng quan lớn chú bà Ngự Sơn trang độ cho quốc thái dân an, nhà cửa khang thái phúc lai hạt Chúa trời. Liễu lô người mà tí lên non hái tràng, nghe xa xa kìa, nghe xa xa khen mỗi người mèo thổi, nhích lại gần nhích lại gần, người mới mò bao nhau xuân sáng, tầm tầm ở khách hoa anh đào, ai đi lễ mẫu trên sơn trang mới về, ai đi lễ mẫu hòa bình sơn trang. Người nung người khổ xuống Bắc Hà, xuống Bắc Hà người mát người giao thì xuân sang, tâm khách hoa đào, ai đi lễ mẫu trên sơn trang mới về. Chủ tịch ông chắc chắc tà, lục chí thần thông anh linh y, lục chí thần thông huyền thu tam giới linh linh thông y, hiển bầu y
vang tiếng sét. Ý bài sai lối giang y, vạn quỷ tà phách tán y, hồn siêu tôn quan vạn phép không ai đầy. Sống ngân y cũng vượt bể dày, thì cũng qua y. Truyền phan các quan tả văn yêu võ lượng tan đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hàng thiên binh văn mã hằng hà kéo ra hoàng kỳ sai trấn trung tâm đặt gối quỳ tâu đệ tử con xin cúi đầu đội la sứ hồng y để trước công đồng quan đệ nhất chứng minh người về tâu sớ lên trình. Tật gối quỳ tâu đệ tử con xin cúi đầu đội la sứ hồng y để trước công đồng hoàn đệ nhất chứng minh người về tâu sứ lên trình. Tấu lên thiên đình tấu xuống thoại phủ ba tòa lòng cùng hai ông cầm bút cầm niên. Vàng bạc kim ngân dâng lên vàng bạc kim ngân trình quan đệ nhất chép biên dành dành phê cho đôi chữ bình an. Đội la sứ hồng y đệ tử con cúi đầu đội la sứ hồng y để trước công đồng quan đệ nhất chứng minh ngài về tâu sớ đến trình. Lên thiên đình sớm nay tấu lên thiên đình tấu xuống thoại phủ ba tòa lòng cùng hai ông cầm bút cầm niên. Phụng thỉnh Như Lai điểm khai khai thần lớn thông minh sáng thai thần nhĩ thính thanh thần tịnh năng xứ thần khẩu năng suốt thần thủ năng cử thần tâm tâm minh thông.
khẩu năng siết thủ năng tử tâm hoan ý thúc bộ hành dòng nhan thập kỳ diệu quang minh và diệu hình nhân đạo thánh hiền tu tiên thành quả phúc y tầy chúc kho thầy tài nghe mà lòng vẫn chưa say chợt trong bảo khí thank you.
thắp cờ diệu quang minh chiếu từ trùng ngã thích tăng cung giảng kim phục hoàng thần cần thanh chúa thiên trung vương gia lang tất giả ân từ bi lân vận chúng sinh cô ngà kim đình lễ dòng nhan thì diệu phái cuồng và hữu thiên tôn văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên trình lên quan lớn chém biến dành dành phê cho nhị tự tràng sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường độ cho sức mạnh đôi đường tấu lên thiên đình sớm ngày tấu lên thiên đình tấu xuống thoại phủ ba tòa lòng cùng hai ông cầm bút cầm niên nam cao bắt đầu chua phê dành dành phê cho đệ tử bình an thank you.
Triệt nhang Long Thành dâng một triệt nhang tấu về thoại phủ các dinh các tòa thiền đình chốn đo diêm là tấu về thoại quốc vua cha động đình vốn dòng ngự dưới thoại cung đặt cúi y tâu đệ tử con xin cúi đầu đội la sứ hồng để trước công đồng nghề quan đệ tam chứng minh người về tâu sớ lên trình thiên đình hình nhân nhân bái tại thiên đình trình lên quan lớn chép biến dành dành phê cho đệ tử tràng sinh tên có dưới ba trang tên có dưới chỉ trong đạo bùa đức tổ truyền ban quan lớn về người cắt đoạn tiền duyên âm dương cách biệt chia ra đôi đường lệnh truyền chư tướng đẳng quan nghe lời triệu thịnh đáo đàn hôm nay âm dương cách biệt một ngày tình thầy nghĩa tương tẩy nay non vàng chữ rằng phúc đặc hà sa tấu lên thiên đình tấu xuống thoại phủ ba tòa lòng cùng hai ông cầm bút cầm niên cầm bút cầm niên hai ông cầm bút cầm niên nam tào bắc đầu chua phê dành dành phê cho đệ tử bình an tiền duyên quan lớn về người cắt đoạn tiền duyên âm dương cách biệt chia ra đôi đường lệnh truyền chư tướng đẳng quan nghe lời triệu thịnh đáo đàn hôm nay âm dương cách biệt một ngày tình thầy nghĩa tướng tây nay non vàng chữ rằng phúc đặc hà sa như lai điểm khai thank you.
nhân ngày khánh hạ. Yên yên ở trường sinh. Vâng.
hoa tất thì lòng lâu tòa điệp cát sẵn nước về thủy quốc một khi có phèn lấy ngọc lưu ly đùng 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 sẵn được phép thì không ai cản. Chơi sông thao sông cả trở ra về đông ngã ba tranh vui sướng ta ta hát tập tầm tành thơ ngân phú vị đàn tranh văn chơi bời đọc cân đài y mũ vào tàu bắt năm năm ba đồng tử đi theo hầu trước hầu cung vương phủ sau hầu đức mẫu vương có phen ngài phi vương biến hóa vô nghệ an thường hạ tòa đại gia chiếc thuyền dòng treo quế cuốn loan khi sang anh vũ quan lại chơi nước tàu trống cầm canh pha chiêng vang anh ỏi lốt lốt thanh hoàng trần đổi dư man chiều thần văn võ bá quan sai lên đón rước quả lớn lệ tam vào chầu ngự dày lấu phán đòi trên nhân thiê sai quan lên địch cứu trợ trần gian kia một tay quan thái tử đệ tam cứu sinh cung lắm ông giải quan tù đủ mọi điều tài kiếm văn võ trong triều thần quan có chịu nhường ai tổng lược thao văn võ gồm tài định thần tam tứ phủ nào ai sánh tài kéo quân về ngã ba sông bạch hạc bạc loan hồi đàn đát vui chơi tiếc hồng bôn quan yên âm xong rồi sai quân cắt gỗ xoan đồi gỗ trỏ trở ra về tới huyện Thiên Tôn thuyền rồng trăm mái treo bơi dọc ngang tuần lành đôi nơi ông đi về trái sang khê lên ngàn quan du biển ngồi đền thờ quy địa tòa danh lan đền thờ quan có tam tiêu kiệu vàng tả long hữu hổ rõ ràng uy nghi hóa tức thì giá long lâu điện áp trở ra về đóng mã ba tranh nghề vui sướng ca đàn hát quan tập thành thơ ân phu vịnh đàn tranh quan chơi bời cửu châu về vòng bay kêu quan về độ quốc thái dân an
nay khâm thừa sắc chỉ mua ban, số sinh số tử liệt hạ quán tam thế. Trên thiên đình, trên thiên đình người còn đang tra sổ, nay về đồng người đổi số cho ai. Đệ tử con cầu nhân được đắc nhân, cầu phúc đắc phúc gia chung được thuận hòa. Cứ mỗi năm trung tuần vào tháng sáu, người trên bờ kẻ ở dưới sông, dù nhau nao nức từng mừng, rủ nhau xăm lễ bắc ghế hầu tiệc quan. Quan đệ tam ngài anh minh chính trực, thượng đẳng thần thực đích trung quân. Tiệc lai từ tháng sau hạ thần, hòa chung nam bắc muôn dân đào cầu. Phúc sông sâu, sông cầu sông hát nhì, khi lên gành gành xuống thác ra khơi. Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi, qua hang anh vũ sang trời bên nước người. Quan đệ tam ngài ra tay giết giặc, ông quản gì có hàng vàng tên bay. Trên đời này hồ dê mấy ai nay, đệ tử có phúc hôm nay được hầu người. Trong triều đình người nào có nhường ai, tổng lược thao văn võ bậc toàn tài, dưới quyền vua thủy tộc kim chi nay các tòa. Mạnh dòng uôn lượn nghi, chiếu càn khôn vĩ tựa tủ lòng nghi. Địa linh thiên giáng kỳ tài, anh hùng xuất thế dẹp loài xâm lăng. Luận võ thuật nào ai dám sánh nghi, so văn bài nào có nhường ai. Xích đằng cho tới lành giang, uy danh quan lớn dậy vang khắp trời. Nước dẫu cạn công người đâu có cạn, ta có mòn những gương sáng còn soi. Đền chúa thác muôn thùa dạng người, cửa đền rộng mở đón họ cấn nhất tâm. Giày ông đã về châu nhân thế, kíp dài lên cứu trợ người trần gian. Bồ tay hoàng thái tử vương quan, cứu sinh cùng lắm đổ oan cho cùng nhiều. Giày ông đã về châu nhân thế, cứu muôn dân đi vạn phúc siêu sinh nhi. Đức vua cha giáng ngự buồn cơn, phán đòi hoàng tử vương tam ông vào châu. Có phép lại về
trời. Dưới thủy phủ ui, sóng cân đài im mộ người vào tàu. Dăm ba đồng tử theo hầu, trước hầu cùng vương phủ hoa, sau hầu thì mẫu vương. Sông Bạch Hạc à, lúc sàn tam tờ. Dạo thần thơ tản viên tam đảo, truyền trừ quân đôi đạo vì tiền phòng. Chiêng kêu cờ phất ni trong dòng, thuyền sau bè trước ni giữa dòng. Ê lênh đênh thank you.
kỳ diệu quang minh chiêu từ sông Hà tinh tăng cúng dạng kim phùng hoàng thần thần thánh chúa tiên trung vương nghiêm. Văn sớ dâng lên thương lái, văn sớ dâng lên trình lên quan lớn, chép biên dành dành phê cho đệ tử tràng sinh. Cửa nhà phú quý phúc phúc lai hạn trừ độ cho dũng mạch đôi đường. Tấu lên thiên đình sớm nay, tấu lên thiên đình tấu xuống thoại phù, ba tòa lòng cùng ngày ông cầm bút cầm niên. Bây giờ người chặt giang anh linh trước là bảo hộ gia đình, sau ra tù trong hết ta tinh phen đầy ra chẳng thể biết tay. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên quan tuần tu đời chết yên dành dành phê cho đệ tử tràng sinh.
trả nợ tào quan đệ tử con xin cúi đầu, trả nợ tào quan cắt xây âm phủ, dụ tội trần gian cải về trước lễ đàn xuyên. Tấu lên thiên đình tấu về dưới thoại phủ, ba tòa lòng cùng hai ông cầm bút cầm tiền, vàng bạc kim ngân dâng lên vàng bạc kim ngân, trình lên quan lớn chép biên dành dành đệ tử con trả nợ tào quan. Bốn phương
sông đâu đó phục thờ, Ninh Giang lại đổi đền thờ Quan Tuần Chánh. Ngài Phúc Tinh đôi lòng châu hồ phục, nốt tam đầu quần khúc trầu lên, đôi lần dần phục ra đôi bên, Quan Tuần chắc giáng ngược lên sập công đồng. Sắc ban phong người tiên tri tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh, tấu Quan Tuần vạn phép uy linh, ra tay tế độ trần gian con được nhờ. Lúc bấy giờ người ra uy hùng hồ, nương uy rời tế độ sinh nhân nhân ni, bỗng bỗng đùng 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 nổi chất chất phong vân vân thượng đồng ban dấu giúp dần dần ông trừ ta. Gần xa bách quan đều phục nghi, ai có lòng được hưởng phúc thả xa, mặc dầu ai bệnh hạn chưa qua, kêu quan để ngũ bệnh đã tan thông. Tiếng nước danh tung hoành dũng lược, cảnh non vòng nước ngược bông lai, khi ông trời bạn chúc bạn mai, bạn loạn tiệc ngọc đang xung vầy dương ca. Các bộ nàng nghỉ xa tay bè quê, quán dạo chơi thành thị hồ tiên, ba ngàn thế giới chư tiền, nước nước xanh để ngũ khắp miền Đông Tây. Oai ông ra thổi gió thét bay, phép ông ứng hiện đổ cây tốc nhà. Con một nguyện giáng phúc trừ tai, đồng đồng xa tín chủ ai ai cũng thịnh cường. Nguyện thứ hai buôn bán đủ trăm đường, tiên tài lưu loát bạc vàng thời để đa. Nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lễ, độ đồng con phu quý sang giàu. Bốn nguyện cho cuộc thái dân an, qua cơn linh thịnh dần dần được an thái bình. Chỉ đã quyết ngoài vòng kim tòa, hay đâu còn mắc nợ ba sinh nhi, tin đưa khẩn khẩn cấp lan truyền Quan Tuần tâm biển sông sông chảy dập bạo chúa muôn đời áp bức nghi, nợ thù nhà ông quyết trả cho xong nghi, vùng đào quét hết giặc thù, vùng đào chém hết thù trong giặc ngoài. Tài cung nghiêm sánh hàng võ tử, đức kinh luân ví tượng trường tổ, phong lư mã tường nghỉ giang hồ, cung cầm dưới nguyệt con đỏ trên sông. Triều đà cố ý xâm lăng lăng, thiên triều hạ lệnh tiến binh, thuyền bè qua bên sông tranh nay dập trời.
vừa gặp an xong lặng nghe triệu bách thần ra tặng phòng công nghe quan tần tranh lâm liệt uy hùng cứu dân độ thế nên công hàng đầu. Giảo Long Hầu khâm man sắc tư Trần Ninh Giang thiên vạn cổ anh linh ngài sai quân đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng. Công hộ quốc người gia phong thượng đẳng tước Long Bào truy tặng đại vương nghe chốn bảng rồng thánh thọ vô cương hiếu trung tiết khí đôi đường vẹn hai Việt sử chép đời hùng triều thập bát đất địa linh nghi bạch hạc phong châu dựng nên văn hiến dài lâu nhớ ơn tiên tổ đời sau còn truyền vừa gặp hội bề yên ni sóng lặng nghi triệu bách thần xa tặng phong công nghi quan tuần tranh nghi lẫm liệt uy hùng cứu dân hộ quốc nên công nghi hàng đầu Am Thanh nhiều nơi lịch sử hết đất đầy từ cổ di lai đã bao phen xuất nhập trang đài đào lan quế hội xung bầy xương ca quan đã tỏ soi đời càng tỏ hào hùng đã dậy thần oai dằm tháng hai đảm nhật quan sinh thần 25 tháng năm hiền hóa muôn dân con đào cầu nước xấu cạn nước xấu cạn công người đâu có cạn đã có mòn những hương sáng còn soi đền Ninh Giang muôn thuở dạng người cửa đền rộng mở đón họ cấn nhất tâm đấng anh hào cổ kim lừng lẫy khắp mọi miền đã dậy thần cơ các cửa sông nghe đâu đó phụng thờ Ninh Giang thiết lập chính tử quan tuần tranh cảnh thiên hài quan lớn tuần giáng ngự các bộ nàng nô nức dân hoa đền Ninh Giang trình quán quê nhà dấu thiêng ghi để một tòa ngôi cao sắc sắc tư nghi chí hào hùng đã dậy non sông đã bao phen đi đắp năm lũy xây thành khắp hòa nam việt sông tranh nay dợp trời trên kỳ cùng trên kỳ cùng sương rơi lác đác nghi bóng trắng dài gác mái đầu non vì cô quân tìm nhà hữu phúc thứ lòng người trong lúc anh thân tháng mai vừa tiết trung tuần ông bà nông lão mộng thần ứng ngày
đâu.